Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Thì ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành xong 4 phần các bạn. Ở video này chúng ta sẽ làm phần 5, phần viết câu. Thì phần viết của chúng ta sẽ gồm 2 phần, phần viết câu và phần viết động văn. Chúng ta sẽ làm phần viết câu trước. Câu số 101 là các bạn. Cô ấy nói: Peter, tôi xin lỗi vì đã làm vỡ cái bình hoa quý giá nhất của bạn. Thì đây là câu tường thuật các bạn ha, và chúng ta đã trình bày trong cái chuyên đề riêng. Rồi, ở đây tôi xin lỗi, người ta cho các bạn là apologize, và chúng ta có cấu trúc nha các bạn. Ở đây là apologize to someone. Someone ở đây là Peter. Peter là các bạn. Rồi. Rồi, tới chữ cực kỳ quan trọng là tới chữ for nha các bạn nha. For. Rồi, for verb in. Fracking. His các bạn, do các bạn đổi thành chữ his. Favorite. Vase. Hoặc là was. Rồi. Đây chính là câu tường thuật các bạn ha. Chúng ta đã trình bày làm rất nhiều dạng bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 112 các bạn, cũng dạng câu tường thuật luôn. Anh ấy nói với tôi đừng đi bãi biển ngày hôm nay bởi vì có một cơn bão sắp tới. Anh ấy cảnh báo tôi chống lại các bạn. He warned me against. Rồi còn put in nữa các bạn, câu này họ cho mình dễ rồi. To the beach. Các bạn phải đổi today thành that day nha các bạn. Rồi that day. Because các bạn viết lại bình thường thôi. There. Rồi ở đây là there is, các bạn chuyển thành there was, lùi thì nha các bạn. A storm coming. Chấm nha các bạn. Câu số 113. Helen thì thông minh hơn Alice. Trong số hai cô gái, Helen và. Ở trong câu này các bạn, người ta cho chúng ta chữ and nè. Có thể là đề không, đề nó có sự sai sót chỗ nào đó. Tuy nhiên nếu bắt buộc chúng ta viết chữ and ở đây các bạn, thì chúng ta sẽ viết như thế này: Helen and Alice các bạn. Trong hai cô gái thì Helen và Alice đều thông minh. Rồi, chúng ta chỉ có thể viết thế này các bạn: both đều thông minh. Rồi, are both smart các bạn. Rồi, are both smart. Và chúng ta phải thêm chi tiết vô: but the former is smarter. But the former các bạn, the former ở đây các bạn có thể dùng là but Helen nha. The former có nghĩa là cái người được đề cập phía trước đó các bạn. Ở đây the former là cái người được đề cập phía trước là Helen. Còn Alice là the later. The later. Yeah. Bởi vì câu chúng ta cho chỉ từ end đây các bạn nên cực kỳ khó viết ha. Chúng ta chỉ có thể viết thế này thôi, không còn cách nào khác các bạn. Bây giờ các bạn qua câu 114 các bạn. Người ta tin rằng anh ta từ bỏ bởi vì căn bệnh. Đây là cái dạng câu bị động đặc biệt đó các bạn. Chúng ta đã làm rất nhiều ở các đề thi chuyên các tỉnh thành khác và trong cái 100 câu tổng hợp thi chuyên các bạn. Chúng ta đã có rất nhiều dạng này. Rồi, người ta tin rằng có nghĩa là anh ta được tin rằng. Rồi, anh ta được tin rằng các bạn. Ở đây các bạn có thể viết lại đáp, các bạn viết hết luôn. Hoặc các bạn có thể viết là to nữa các bạn. Rồi, khó nhất chỗ này nè. To have quit. Quit, quit, quit giống nhau. Rồi, because of ill health. Rồi. Các bạn lưu ý nha. Bởi vì phía sau họ dùng quá khứ các bạn. Họ dùng thì quá khứ là các bạn dùng have cộng V3 nha. Câu 115 các bạn. Rồi, lại câu tường thuật. Khá quen thuộc các bạn nha. Bình Dương xài câu tường thuật nhiều. Rồi, tường thuật là các bạn. Ở đây các bạn, ở đây là apologize các bạn. To someone for. Ở đây là wanted là against. Còn đây chữ blame, khó chữ này các bạn. Blame thì các bạn chọn chữ for.
lem Kelvin for các bạn. Rồi for kiếm cái in bỏ vô Boilin her kid. Yeah. Sally nói bạn làm hư hỏng đứa con của tôi Kevin. Sally đổ lỗi cho Kevin vì làm hư hỏng đứa con của cô ấy. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 116 các bạn. Stephanie nói với anh ta bạn phải ở đây trước 6 giờ chiều. Stephanie insisted các bạn. Rồi đây chúng ta gặp rất là nhiều rồi. Insisted nè. Từ này được sử dụng như subject các bạn nha. Insisted that he. Rồi chủ ngữ các bạn. He. Rồi he. Ở đây các bạn dùng suốt cho nó chắc nha. Chỗ này chúng ta nói nhiều nha các bạn, giống như từ subject á. Subject chúng ta có một cái chuyên đề nên chúng ta, chỗ này chúng ta các bạn dùng suốt ha. Hoặc các bạn không dùng cũng được. Rồi. He should be here. Here các bạn chuyển thành chữ đe nha. Rồi by 6 o'clock. Câu này nó nhìn như vậy mà nó lại khó các bạn. Khó bởi vì các bạn biết sao không? Bởi vì á là người ta cho chữ must nè. Must be nè, một số bạn thì nghĩ là must be á theo công thức thì các bạn phải đổi thành had to be. Tuy nhiên, câu này nó liên quan đến chữ insisted nè các bạn. Nên là các bạn không có chia cái gì hết. Suốt. Hoặc câu này các bạn bỏ chữ suốt luôn thì các bạn còn chữ be. Câu 117 này các bạn, but for. Nếu không nhờ sự giúp đỡ các bạn tôi sẽ thất bại. Thì but for chính là câu điều kiện là 3 các bạn, một cái trường hợp đặc biệt. Thì but for nó sẽ bằng với if it had not been for. Chúng ta làm nhiều các bạn nha, ở các đề thi chuyên khác. Ở đây chúng ta làm luôn. Have. Rồi phải các bạn. I would have failed. Viết lại hết các bạn. Rồi chấm nha. Câu 18 các bạn. Anh ta ân hận không nói cô ấy sự thật. Anh ta ước. Rồi ước có hai loại ước, chúng ta nói nhiều rồi. Anh ta ước gì? Anh ta các bạn. Các bạn dùng thì hiện tại hoàn thành nha. Bởi vì nói thế này có nghĩa là không nói sự thật là anh ta đã nói dối rồi. Anh ta ước rằng anh ta đã các bạn nói the truth. Rồi chấm nha các bạn. Ở đây các bạn dùng quá khứ hoàn thành bởi vì trái với quá khứ nha các bạn. Đây bất in. Bây giờ các bạn qua câu 119 các bạn. Cái sự buộc tội á rằng anh ta đã trộm bức tranh thì sai. Unfolded. Unfolded ở đây có nghĩa là chưa được chứng minh. Sai các bạn. Ở đây người ta cho các bạn là he was wrongly. Thì ở trên người ta cho các bạn là accusation. Các bạn biến cái chữ accuse này các bạn thành động từ nha. Rồi he was wrongly accused. Anh ta bị buộc tội sai rằng. Rồi các bạn viết lại hết. He has stolen the painting. Rồi chấm cho các bạn nha. Không viết nữa. Đây là wrongly accused chính là unfolded là wrong các bạn. Câu 120. Cái lý do duy nhất tôi trễ sáng nay là rằng giao thông thì quá là nặng. Rồi giao thông quá là nặng. Quá đông các bạn. Had it not been for. Đây là cấu trúc các bạn khá thân thuộc rồi ha. Nó chính là if hit nó như đây các bạn. Đây chính đã gửi của cái này. Rồi nếu không nhờ á, had nếu không vì. Had it not been for. For cái gì các bạn? The heavy. Rồi các bạn biết hàm cụm từ. Traffic. Heavy traffic. Rồi. Phải các bạn. Ai nè. Đây là loại 3. Các bạn phải đảm bảo cấu trúc nha. Could hoặc là would. Have là các bạn. V3 là been. Rồi lay. This up. This morning. Rồi. Chúng ta đã xong phần viết câu rồi các bạn của đề thi chuyên Anh tỉnh Bình Dương. Và cái phần này các bạn, đây là các bạn viết một lá thư. Các bạn hãy tham khảo cái đề thi chuyên Anh của tỉnh Vĩnh Phúc ở trong kênh các bạn. Có trình bày cho các bạn một chút về cái lý thuyết viết câu này nè các bạn. Rồi. Chưa xong nữa các bạn viết thêm cái bài luận 200 từ. Đề Bình Dương chúng ta cũng khá dài các bạn. Tuy nhiên cũng chưa dài bằng đề thi Đắk Lắk. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hy vọng các bạn có thêm thông tin và kiến thức.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở đề thi chuyên của các tỉnh thành khác. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.